Đây mình sẽ dình cho các bạn xem. Pha giật, phao tụt và phao giật đây nhá. Kéo gần quá thì cái thiết bị của mình nó không nét mấy. Vẫn đang lên mà. Hơi sóng một tí, hơi khó quan sát tí nhỉ. Mắt thường thì nhìn ngoài thì được, nhưng mà ở trong góc máy này nó có vẻ là nó đấy. Nhưng cái trôi vào là bệnh phao mà cá mè xuống là tụt phao. Ừ. Mè ăn khế. Đấy. Đấy. Vừa nhún nhẹ. Lún cũng chết. Nhẹ với tầng lún cũng chết. Ừ. Đấy, cái hẹn lún cũng chết. Không được cá gì dù vậy. Vì những con cá ấy còn chưa đến già. Chăm đến. Nhưng mà đa phần là ấy, đa phần là nó bềnh lên thôi. Coi nhau. Mè xuống luôn. Ui. Còn cá đéo tí lục nữa. Bố bố bám bám. Đây này, nó vừa thở lên ngay đây này. Chắc là mè thôi đúng không? Ừ. Tôi vào biết đây rồi, bành phao lên luôn. Ừ, đấy kìa. Cái bên kia cái bên kia nhún nhảy. Cái này nhảy lắm nha. Mẹ nó lại trôi ra quả lên. Ui rồi. Các cụ quan sát nhé, xem để xem mình cố chờ xem. Số vẫn đang lên này các cụ kìa. Đấy. Sóng quá mẹ, nhìn hơi khó. Cá bé nháy hay sao, nó lâu lâu cũng động phết đấy nhỉ. Ừ. Đấy, bác xem pha bổ cần đóng cá nhá. Đây em không cắt cảnh một tí nha, bác xem nhá. Cá gì thì cá, miễn là được 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 đóng là nghe sướng rồi. Để em thu nhỏ lại. Chà. Liên tục. Mè quấn ổ lại tiếp tục mè này. Lên liên tục mà, bên này lên liên tục, mình ngồi kia sốt ruột phải sang đây để review cho anh em xem chơi. Đấy, một ngày câu tạ cá là có thật đấy các bác nhé. Trong tí các bác lại bảo em nói đùa. Hồ Đèo La nha các bác nhá, vẫn lên cá đều đấy. Cái giỏ kia 2,8 m thì sắp đầy đến miệng rồi. Đấy, cứ thế mà bắt thôi. Đây, để xem phá dòng cá. Như này có phát hiện ra là con gì không? Cá mè. Hồ đẹp thế. Cả nước đang đầy. Đấy. Mè đây. Mè à? Ừ nhỉ. Gọi là ba mè cơ mà. Úi dồi. Lại còn có cả biệt danh luôn à. Cách chửi ba mẹ. Úi rồi. Úi giời. Nó còn cố bơi ra đấy. Nó đã vào đâu. Vỗ tay thật. Toàn lứa này thôi à. Biệt danh là ba mẹ cơ mà.
Ôi trời ơi. Mấy chú con rồi từ sáng rồi. Thế nó vào. Thế là thành công còn gì nữa. Cái giỏ này dài 2 mét đầy đến nửa chưa? Đúng rồi. Hồ tự nhiên này câu mà dính này cũng thích nhỉ. Cao thủ đấy. Hồ hơi sóng các bạn nhé. Ồ bên kia như nào rồi ba ơi? Thấy gì không? Đấy, tưởng một lại một túi nến nàng nữa rồi. Cái gì con chép 4 cân á? Thế thì khá rồi. Hôm nay đông khách ấy, bên kia mấy ổ nữa. Trên trên đằng kia nữa 4 5 cần thủ nữa rồi. Hai ổ phía xa xa kia thì giật toán loạn lên mà chả thấy được cá. Nguyện cái giật mấy lần rồi mà chưa thấy gì. Để mình sẽ review với các bạn xem phao tụt và giật cá như nào nhé. Mình lại không kịp. Hàng chưa thấy chạy vèo vèo cái đấy. Hàng chưa? Hàng ơi, phao này, phao hàng này. Các cụ ơi, em đang xem một màn dòng cá để em đứng xa lên. Có cụ nào không vào sập nhá, để cùng đón xem nhá. Đây. Úi giời ơi, hàng ơi. Hàng ơi, các cụ ơi, bên kia sang bên đây cầm hộ vợt đi. Úi giời. Thế nào ấy? Đã thấy mặt, đã thêm xem mặt nó là mặt gì mới được, xanh đen đỏ. Hàng rồi. Chưa nhìn thấy lên nữa, vẫn còn ghi mà. Hàng rồi. Các cụ thấy không? Cá này quá thành công với cái ổ này luôn. Sao tì, để nó tì bờ đấy, đạp ra ta anh. Thì nó không thấy có mặt đâu vậy? Lâu lắm. Lâu lắm chả thấy con hàng nào. Hàng rồi, hạt chặn con trên kia. Lên rồi. Ôi, đâu mẹ thôi, nó vào đuôi. Lát nữa đụng mẹ. Nó vào đuôi thôi các cụ ạ. Cứ làm như cần như kiểu là về cá yến này sợ thật. Vào ngang người à? Thế thì khá rồi, đúng là biệt danh nào ra biệt danh đấy thật á. À. Vào ngang người như cá yến các cụ. Đi gần đây giỏ này thôi. Đâu xong là nhờ nhờ đồng chí kia. Không, chỉ hơi nâng lên để quay lấy đúng một giây, vài giây rồi cho họ xem thôi. Không, để xem cái giỏ kia, cái xem cái này không xem nữa. Để cho các cụ mà đi câu đỡ vật. Thằng này chỉ có chuyên ăn mè thôi thằng này. Nó phải gần đây cái giỏ kia rồi ấy, chứ không phải là ít là mấy chục con rồi mà. Nào thấy thấy ông cạch bỏ gần gần tanh hít đâu dốc kéo nhiều. Đây. Kia kia con to kìa. Cái gì? Chết chê phí rồi à? Để quay cái sang bên này xem chê phí đó. Hôm nay chết mẹ ông cạch rồi, toàn thấy bắt chê phí đấy, chấm đen này chết rồi. Ấn đây. Nó chế phi ăn lăng xê á. Đâu thằng ấy nó đánh lăng xê mà thằng. Đấy đánh lăng xê. Hả? Vài hơi đứng hơi đưa lên cho lực quay lên vài giây thôi. Không cái giỏ dài 2 mét mấy 3 mét cơ mà làm gì cứ đưa lên đi. Ôi trời ơi đám cá. Này. Kéo cho mày đánh rồi. Tiếp. Ôi thôi thả xuống cho ông đi. Sáng mang về một chuyến mà rồi. Mày đừng cho thằng này câu nữa. Vứt ra xa vào coi. Vứt ra xa tí vì giỏ nó dài cơ. Kiếp. Đồ đâu cá. Kiếp.
thật, đúng rồi, mang cái giỏ này hợp lý rồi đấy. Học khiếp thật, cái giỏ cá. Thôi em chào các cụ tại đây nhá. Sau khi em xem những pha giật cháy lồng nách rồi thì em xin dừng clip tại đây đây. Các bác nhớ subscribe để đón xem clip tiếp theo nhá.